Sự thật về vaccine phòng COVID-19. Tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc COVID-19, kể cả những người trẻ tuổi và khỏe mạnh. Sự thật 1. Ngoài việc đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách an toàn, tiêm vaccine sẽ cung cấp thêm một lớp bảo vệ chống lại COVID-19. Sự thật 2. Tất cả các loại vaccine đều phải trải qua các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trước khi được phê duyệt để đưa vào sử dụng. Tất cả các loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt đều an toàn và hiệu quả. Sự thật 3. Cũng giống như bất kỳ loại vaccine nào khác, vaccine COVID-19 có thể gây ra một số phản ứng sau tiêm. Hầu hết các phản ứng này là nhẹ và sẽ hết sau vài ngày. Các phản ứng nghiêm trọng sau tiêm rất hiếm gặp. Sự thật 4. Nhân viên y tế, người tham gia chống dịch, người cao tuổi và người có bệnh nền được ưu tiên tiêm chủng vì họ có nguy cơ cao hơn mắc COVID-19 nặng. Hãy khuyến khích người thân đi tiêm vaccine ngay khi đến lượt. Sự thật 5. Các loại vaccine phòng COVID-19 đều có hiệu quả cao trong việc bảo vệ bạn khỏi mắc bệnh nặng và tử vong do các biến thể virus gây ra, bao gồm biến thể Delta. Sự thật 6. Bạn vẫn có khả năng mắc COVID-19 sau khi đã được tiêm chủng vaccine. Cho dù vaccine có hiệu quả bảo vệ cao, thì một số người đã được tiêm chủng vaccine vẫn có khả năng mắc COVID-19. Không có loại vaccine nào có hiệu quả bảo vệ 100%. Hãy tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân, gia đình, bạn bè, ngay cả khi bạn đã được tiêm vaccine. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân và trách nhiệm với cộng đồng. Tiêm vaccine, vững niềm tin.